là chuyện bán hàng online. Chương trình sẽ cấp cho 5 người vốn bằng một số các sản phẩm. Trong thời gian giới hạn, 5 cô gái sẽ phải sử dụng vốn để khởi nghiệp ra chuyện bán hàng, kiếm tiền gây quỹ cho cả đội sử dụng, chi tiêu trong 2 ngày, hoàn thành được một viên kim cương, thời gian là 60 phút. Lưu ý các bạn phải nhận được tiền mặt và không được ra khỏi nhà. Ôi giời, quá đơn giản. Rồi, hết hồn. Tất cả em là, bởi vì em là leader cho nên em có quyền giúp ra. Tại vì em không biết đây là phản hay là ơ lộn, là thưởng hay là phạt. Thôi giờ vậy đi, em nghĩ cái gì mà chân thật nó sẽ xuất phát từ trái tim. Cho nên là mọi người cứ đứng vòng dây ở ngoài, em vô muốn làm cùng làm đi, em bán xong em bán đủ. Em bán dạ, đuổi mình ra ngoài đi. Em bán đủ rồi. Rồi mọi người đi vô. 60 phút bắt đầu. 60 phút bắt đầu. Vẫn chưa ai coi. Trời. Phải có người coi mới bán được chứ. Dạ đi chị. Hello mọi người, vô mình chào. Xin chào mọi người. Dạ xin chào mọi người. Dạ mọi người. Mọi người ơi, em thật sự thì em đang tham gia chương trình là những cô nàng năng động á. Thì thật ra thì đây cũng là một cái thử thách nhỏ nhỏ mà thôi. Nhưng mà nếu em hoàn thành thử thách á thì năm chị em chúng em sẽ có cơm ăn gáo ạ. Nếu không mọi người không mua thì chắc là tụi em sẽ nhịn ở tụi. Ủa cam vô rồi hả? Chưa, bình tĩnh. Phải im lặng mọi người mới nghe được. Ai có ai coi thì mọi người comment phía dưới để cho em biết, là để em biết em bán. Chứ không thấy comment hết em béo à. Mọi người hỏi gì em đi để em biết em có giá trị nè. Hỏi gì không? Share đi vậy. Share giúp em đi mọi người. Share mạnh giùm em đi. Kìa hả tim rồi kìa. Lên. Mọi người ơi, hiện tại Mai trong nhà Nam Em, Châu Bùi, chị Trương Nhi và DJ Mia đang tham gia chương trình Những Cô Nàng Năng Động. Chúng mình đang phải trải qua một thử thách, đó là bán hàng livestream trong vòng 1 tiếng. Giá rất là ok luôn. Đặc biệt là công dụng của nó cực kỳ rất là đây mọi người, nếu như mà mọi người muốn trắng như Mia thì mọi người hãy sử dụng cái lọ này. Ok, lộ diện đi em. Nhưng mà bây giờ nè mọi người ơi, bây giờ mình phải đọc trả lời comment. Ví dụ như là có ai vô mua mình mới biết được chứ. Không, nhưng mà Mai thường xem mấy cái livestream mà bán hàng á, thì mấy anh chị hay nói là chào mọi người, xong rồi ai gọi tên thì mình sẽ gọi tên người đó ra. Thì khi mà mình nói chuyện thì mọi người sẽ gì? Kiểu anh Nam Em đã mua làm quen rồi. Làm quen nó mua gì vậy? Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu từng sản phẩm trước nha. Trước tiên ở đây là hai sản phẩm về facial cream. Gồm cái hộp này là một cái hộp dạng làm trắng da. Các bạn chỉ cần sử dụng sau 28 ngày thôi là các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của nó, trắng da lên từ từ. Và đặc biệt cái này nó sẽ chống tàn nhang, khô da, nói chung là nó sẽ làm trắng những cái vết thâm cũng như là những cái tàn nhang của bạn lên từ từ, làm các bạn sáng da. Mình sẽ thử xíu lên tay đi nghe ha. Thử xíu lên tay đi. Nha mọi người, thấy không? Mọi người đó kem nhé, mọi người hãy bổ và nó là cái dạng là đấy. Đây là lánh kem chuyên nhập nè. Ok, chuyên nghiệp nè. Thơm nè. Nó là dạng trắng thơm vậy thì các bạn, nếu mà các bạn đánh lên á thì các bạn sẽ thay thế được luôn cái cream của mình. Thì nó sẽ làm trắng da lên luôn. Mà cái này nó không có bị giống như kem khác. Sau chương trình em sẽ mua hết tất cả những sản phẩm này, nhưng mà bây giờ tụi em bị tịch thu tiền đó mọi người. Đúng biết. Tụi em bị tịch thu tiền nên nó mới em mua rồi chứ em muốn giờ mua gì giùm em đâu. Cái hộp này nó rất là nhiều. Thì sau khi mọi người mua thì mọi người em sẽ cho ráp giao tới mọi người. Và đặc biệt là nếu mà bán được hết sản phẩm này thì chúng tôi sẽ có một số vốn để có thể mua được ăn trong trưa đây, không mua là đói. Dạ. Cái vấn đề bây giờ hôm nay là hộp kem hôm nay là lương thực của tụi em. Đây. Tụi em mà không bán được là tụi em sẽ chết tới. Thì giống như là cũng tất bà luôn. Đúng rồi ha. Nghe nè. Thì sẽ sử dụng được mấy bạn nào mà da tự nhiên á là sử dụng được cái này. Thì cái này có chống nắng nè, chống các tia cực tím nè, những cái nào mà hiệu quả nhất cho cái này là phụ nữ. Cho nên là các bạn biết là với cái giá mà 699
em cần gấp lắm. Ủa em mua luôn hả Nam em? Trời đất ơi. Không, bây giờ em chắc chắn với mọi người là em sẽ mua cái này. Tại vì em mua rồi nhưng mà em chưa có tiền. Người thấy comment em chưa, em mua rồi đó. Nhưng vấn đề em chưa có tiền. Bây giờ em sẽ chỉ cho mọi người phương pháp để mà lấy cái này bằng cách là người chạy tới Landmark 4, xong sẽ có người xuống giao đồ cho mọi người, xong em nhận tiền. À, đây là đồ, đây là tiền á. Dạ em đang cần tiền à? À, chị cấm tú hồ, chị cấm tú hồ, chị mua giúp em một kem vui. Hộp này có 1.2 triệu à, mua giùm em đi, mấy ngày mai em bị đói chứ ngày mai em chết đâu. Mua giùm em chị ơi. Đấy, em ở dưới, em sẽ đem chút cho chị. Chị đi luôn hả? Ủa chị out rồi kìa, em vừa thấy ghi chị out rồi. Rồi em bán hàng sao mà chị? Ờ, chị bảo chị mua chị out ra luôn kìa. Rồi, nhà em chết rồi, chờ fail quá. Fail quá, fail rồi. No. Chị 1 triệu 2 người quen bán chị 500 ngàn luôn chị. 500 ngàn luôn chị, 500 ngàn luôn. Chị gì vậy? Ồ, chị lại thử out rồi chị ạ. Ủa, out luôn rồi. Ủa thiệt hả? Thế cơ hả? Chết rồi, em đi mua, em bán hàng. Bán được nhiều. Ủa, được hàng nhiều không? Người ta bán mua luôn. Có lúc nào thằng ao không? Bây giờ chị mua giúp em 2 hộp này thôi, trong chị đưa cho má em sức giùm em. Rồi em gửi tiền lại cho chị nha chị. Chị đang đâu đấy? Em muốn lấy tiền hả? Em đang ở nhà không? Anh mở cái túi em ra lấy tiền. Anh mở túi em ra lấy tiền mua hàng của em cái. Em để tiền ở trong đấy, anh mua hết hàng của em cái. Em đói lắm rồi. Mua luôn nhá. Thế chứ vẫn cũng xin đảo tạc rồi nè. Alo em nghe. Anh ơi em đi tới đâu rồi anh? Em đang tới rồi, chắc 10 phút nữa em tới lên mắt 4 rồi. 10 phút nữa tới lên mắt 4 là có 4 triệu cho em mà vô không anh? Đúng rồi. Rồi, ok anh. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem livestream của chúng ta. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem livestream nha. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ đón chị em. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Cảm ơn sếp. Khi duy dung một lần trên đời. Suy nghĩ lắm chị Mai ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, nhàn vị ngọt trên đôi môi, lại gần ôm em. Ê ê ê ê ê. Cái tiền về. La la la. Alo. Anh đến chưa ạ? Quên mất rồi chị ạ. Lầu 43-01-01. 4301. Đồ của mình đâu? Ủa? Không nghe ai vậy? À lắm, mở. Anh ơi. Quên. Bạn có ở đây không vậy bà? Ngồi lại, thèn chứ. Mở cửa ra. Ủa, không nghe hết. Anh chị ơi, sao có người bấm cửa em mới được lên? Anh bấm lại giùm em đi. Em quên. Ok. Cười bò thì chứ. Cười vô. Cười chắc sẵn quá. để kiện đã cho nãy vậy nè, nghe bấm chuông cái ra mở cửa. Ủa không ai vậy? Sao có tiền cho? Không mở thang máy đâu mà mở. Là sao? Mình cho có tiền đúng không? Hả? Chưa. Đâu mà tiền gì cha chứ? Tôi nghĩ biết đợt. Có tiền. Ủa vậy không có tiền hả? Chưa, bạn chưa tin thôi. Bạn chưa nhà mà. Gắng ơi em ơi, là phía đờ có 2 tiếng nè. Hết 1 tiếng rồi, còn 1 tiếng nữa cố lên. Cái số rồi phải chịu. Tăng 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 tăng. Tưởng chơi mình. Ủa
rồi. Cảm ơn anh. Chắc mắc nợ em kiếp trước hả? Ủa, mua kiến mới hả? Dạ, mua kiến mới. Để em đưa tiền lại cho anh nha. Thôi. Thì sao, hôi tặng luôn hả? Chà, chết à. Trời, có ngàn hôi tặng ngàn đi. Cảm ơn. Thành cha Mamita. Xin gửi mọi người. Mãi cho 1.000 công sức nhờ. Rồi cất quỷ đi tới chết bia. Chết bia. Trời ơi chết bia luôn. Sao có dư 1.000 ta? Xin đó. Ủa sao có dư 1.000 vậy? Sao trên đường ta đi 1.000 này là 1.000 kỷ vật đó. Em sẽ giữ lại. Rồi đây nè, Lít Đơ đứng lên nhận kim cương kìa. Dòng này Lít Đơ nhận đi. Cảm ơn. Viên kim cương. Viên kim cương này gian nan. Viên kim cương này tới 4 triệu lên mình.